Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Không hiểu tại sao là dạo này kênh của mình tương tác rất là kém bà con ạ. Nên là mình cũng hạn chế mình đăng video. Hôm nay mình có ít kèo thương cho bà con đây. iPhone XS Max này, main màn gì này, 6 triệu rưỡi này anh em nhé, máy màu đen. Đây con mô 5S này. Mình mua được một con 5S này của bác kia, con này như nó là máy lốc sao nhưng máy lên quốc tế rồi. Anh em lắp sim mà thoải mái nha anh em nhé. Anh con này anh em lắp sim mà thoải mái này. Máy tài khoản sạch này, tài khoản sạch nhá. Đầy đủ vân tay này. Cam kết con này là men zin màn zin này, máy này hơi bị ngon đấy. Con này mà anh em nào lấy về làm máy gọi là máy cục gạch, máy nghe gọi là có ok luôn. iPhone 5S này nhá. 5S này, máy Nhật này. Nhá, máy này lên quốc tế rồi nhá. 500.000 nhá, iPhone 5S 500k, ok. Lắp sim đầy đủ anh em ạ. iPhone 11 Pro Max hôm nay về được mấy cô 11 Pro Max quốc tế này, zin đẹp này. Đấy, đây là hàng zin đẹp pin 91 này. Con này hàng đẹp pin 91 này. Đấy, đây là hàng zin đẹp nhá. Là có con màn lô đấy rồi. Con này mà hàng zin đẹp này. Những con iPhone 11 Pro Max hàng zin đẹp đấy thì giá nó cao anh em nhá. Đây này, những con này này giá của nó là 10 triệu 600 nhá. 11 Pro Max quốc tế nhá, zin đẹp nhá anh em nhá. 10 triệu 600 này. Còn đâu 11 Pro Max này quốc tế màn lô này. Nhưng màn lô này mình thấy đẹp dã man luôn, màn lô này như nó là màn OLED sao đấy. iPhone 11 quốc tế đã thay màn OLED nhá. Đầy đủ chức năng này, Face ID đầy đủ này, máy màu xanh này đẹp keng luôn nhá, con này đẹp keng luôn 7 triệu rưỡi anh em này. Con này đẹp keng luôn anh em nhé, đầy đủ phay phiết nhá. Đẹp keng luôn, 7 triệu rưỡi. iPhone 11 Pro Max cũng màu đen này. Đẹp keng luôn này. Đầy đủ phay nhá, đầy đủ phay đi, màn thay nhá, 7 triệu rưỡi này. Màu đen màu xanh 7 triệu rưỡi này. Con này xem nào. Con này cũng màn thay nhá, 7 triệu rưỡi anh em nhá. 11 Pro 8 triệu 2 này, máy quốc tế này. Men zin màn zin này, iPhone 11 Pro này anh em này. Đây con này là máy đẹp keng nhá anh em nhá. Máy 11 Pro Max này. Con này là men zin màn zin này, con này đồ zin này, con này tất cả đồ zin thì giá cao tí 10 triệu 600 nhá. iPhone 11 Pro Max con này cũng là màn lô này, nhưng máy màu gold anh em nhá. Cũng là màn lô màu gold 7 triệu rưỡi này anh em này, 7 triệu rưỡi này. 11 Pro Max con này tình trạng nào nhỉ? Con này này, con này đã màn lô lại còn sức tích kính này, ám tí này. Con này để cho bà con là 6 triệu 8 nhá. iPhone 11 Pro Max quốc tế đầy đủ Face ID, đầy đủ Face ID nhá, đầy đủ phay đấy. 6 triệu 8 anh em này, sức tích kính nhưng mà không ảnh hưởng gì, vẫn dùng bình thường nhá. Đầy đủ Face ID này, full chức năng này, 6 triệu 8 này. 11 Pro Max sức tích phim dưới anh em nhá, sức tích phim dưới này. Nhá, sức tích phim dưới này. Con này để cho bà con là 7 triệu 6 nhá. 7 triệu 6. 11 Pro Max con này thì chấm thi mực trên đầu nhá. Con này để cho bà con là 7 triệu 6 anh em nhá. Chấm thi mực trên đầu này, full fake đi nhá, đầy đủ fake đi anh em nhá. Đầy đủ fake nhá. Để cho bà con xem cho luôn. Đủ fake luôn này. Đấy. Em Google này, 7 triệu 6 này. Màn zin men zin ấy. À, đôi màn zin men zin ấy. Con này iPhone 11 Pro Max con này còn gì này? Con này là con nào nhỉ? Con này như là màn chấm thi mực cái thằng này. Thôi tí nữa lên sạc lên tính sau. Con này iPhone XS Max màn lô nhá, màn lô lại đẹp luôn này, không có ám ố gì cả này. Con này để cho bà con là xem nào, 5 triệu tư. iPhone XS Max đầy đủ Face ID nhá, đầy đủ Face ID này. Con này để cho bà con là 5 triệu tư này, full Face ID máy quốc tế luôn này, 5 triệu tư này. Còn gì đây, XR độ 13 Pro màu xanh này, 5 triệu rưỡi này. iPhone 11 quốc tế màu xanh này, mình đã thay pin mới này. Vành máy tinh luôn này. Con này để cho bà con là 7 triệu rưỡi nhá, 7 triệu rưỡi màu xanh nhá, máy máy tinh ấy. Con này XR độ 13 Pro này, 6 triệu này. XR độ 14 này, XR độ 14 này, 5 triệu rưỡi này. Hôm trước về được tầm đôi chục cây bán gần hết rồi. XR độ 14 tím này, 6 triệu 2 này. Ok. XS độ 12 Pro, 13 Pro, con này để cho bà con là 6 triệu 2 này. XS Max đẹp keng màu gold đã thay pin này. Con này để cho bà con là bao nhiêu nhỉ? 6 triệu 7 này. XS Max màn lô này. Này con màn lô đã là 4 triệu này. 11 Pro Max con này, con này đẹp lắm anh em ạ. Con này đẹp dã man luôn. À đâu, con này bình thường, con này sức phim bên dưới này. Sức phim của con này là 7 triệu rưỡi này. 7 triệu rưỡi anh em nhá. Con này là con XS này. XS quốc tế này, 5 triệu này. iPhone 11 màu đen 7 triệu 3 này, quốc tế zin đẹp này. iPhone 12 này,
iPhone 12 này 9,5 triệu này anh em này. XS Max độ 13 Pro Max này 7,8 triệu này. 11 Pro Max 256 này 12 triệu này. 11 Pro Max 256 12 triệu này. XS này quốc tế này 5 triệu này. 11 Pro Max quốc tế con này là màn lô này cũng là 7,5 triệu này. 11 Pro Max quốc tế con này là con nào nhỉ? Con này cũng xích tivi phim cho này. Này con này tích chiếc tivi phim này tí nữa mình sẽ sạc pin lên mình tính sau. Con này 11 Pro Max màn lô, nó màn lô quá, 7,5 triệu đầy anh em ạ. Thật sự anh em ạ, bọn màn lô này dùng rất là sướng luôn. 7,5 triệu thôi. Này XS này. Còn đâu rồi, đây là 7 Plus này, 7 Plus này, giá đẹp này, đây 12 Pro này. 7 Plus này, đấy, 7 Plus là hàng đẹp luôn nhá. 2,9 nhá, 32 GB. Ok. Để giờ mình sẽ sang video chung còi. Tất cả anh em nhá, lại là mình chung còi đây. Thì đây nay mình lại có một số kèo lên cho anh em. Đầu tiên mình lên cho anh em con XS đỏ đi. Con này full chức năng nhá, máy quốc tế 64 GB thôi. XS cam anh em ạ, đỏ nó không phải như cam. Đây. 64 GB full chức năng, pin thì 8X nhá, pin 85 như thế này. Máy quốc tế zin full chức năng luôn, máy Mỹ nhá. Hình thức thì đây, con này thì cho anh em ra 5,3 triệu nhé. Anh em về nói chung là ít giờ tầm này quá ok. Pin châu, đấy, hiện năng vẫn phải là 5,3 triệu này. 7 flash này, 32 GB nhé. Màu hồng, full chức năng, pin 103,200,000 đồng nhé. 7 flash đen này, cũng 32 GB, đang hết pin này. Cũng pin 100 luôn, máy Mỹ, máy quốc tế, full zin chức năng nhé. Pin 100, con này pin 100 thì mình thay pin mới EU nhé. Hai con 7 flash này mình đã thay pin mới bên pin EU nhé. Pin mới loại xịn luôn anh em ạ. Loại không kém gì pin zin đâu. Con này cỡ 3,1 nhé. Bên hồng 3,2, đen 3,1. Tiếp theo này, một con iPhone 8 Plus này mình báo rõ luôn tình trạng này. Mình trái nó làm gì con này. Mình nó về nó bị vỡ kính này. Vỡ kính sau, con này vỡ kính sau nhá. Kính màn thì đẹp này, không vỡ gì nha. Vỡ đầu kính cam sau này, thay kính nói chung thay lưng là xong mới thay cam sau là ok, nhưng mình không làm, mình nhiều việc quá mình không làm nha. Con này để cho anh em giá là 3,3 triệu nha. Máy quốc tế full zin chức năng luôn nhá. Con này full zin chức năng, kính đẹp đây, không xước xát gì. Kính đẹp, viền đẹp. Đấy, đập vỡ lưng thôi, 3,3 triệu. Pin 8X nhé. 11 Pro màu vàng, con này hết pin rồi. Con này 256 GB, vỏ đẹp nha anh em này. Con này full chức năng. Đấy, con này để cho anh em màu vàng, để cho anh em giá là 10 triệu đồng nhé. Cũng 11 Pro này, nhưng con này màu xanh. Màu xanh, màu vàng, con vàng pin 86, con xanh này pin 88 này. Cũng 10 triệu đồng cho anh em nhé. Bảo hành 3 tháng với tất cả anh em này. Tiếp theo là gì đây? iPhone, con này iPhone X nha anh em ơi. iPhone X 4,700,000 đồng, pin 100. Đấy, X64 GB 4,700,000 đồng nha, hình thức đẹp như này, pin 100, 8G, full chức năng. Hai con này thì để cho anh em giá là đây, full chức năng này, pin 80X, máy quốc tế full chức năng, zin full zin nhé. Con này cũng bị vỡ mình chả làm đâu, để cho anh em luôn này, pin thì pin báo trì rồi. Đây, 8G, full chức năng, máy quốc tế 64 GB. Đây, đằng sau thì nứt một tí kính. Đằng trước thì cũng nứt một tí kính, nhưng mà là kính trước nhé, không vấn đề gì trong màn, nhưng màn ok, màn zin hết này. 2,300,000 đồng. iPhone XS, máy quốc tế full chức năng 64 GB. Đấy, full zin luôn anh em ơi. XS này, full zin chức năng nhé, con này pin 100. Con này pin đã, mình đã thay mới luôn, mình báo rõ tình trạng main zin, màn zin. Pin thì mình lại thay pin rồi nhé. Hai con này đều là XS này, pin 100 này. 5,200,000 nhé. 5,200,000 iPhone XS màu trắng 64 GB, máy quốc tế full chức năng. Pro Max màn lô này 7,100,000 này, full chức năng 64 GB. Tiếp theo này, XS độ 12 Pro này, con này XS nhá, XS độ 12 Pro màu vàng, con này máy quốc tế full chức năng luôn. Con này pin 8X. Màn GX hiển thị như zin nhé, con này để cho anh em giá 5 triệu. XS 64 GB màu vàng gold, nứt một tí góc lưng. Kính đẹp nhá, nứt góc lưng luôn nha anh em. Đây, viền đẹp, kính đẹp. Con này để cho anh em giá là 4,48 triệu đi nhá. Số 49 số 4,800,000 đồng. Pin 8X quá ok luôn. Này, iPhone 7G này. Full chức năng nhá, màu trắng này. Máy quốc tế này, pin 96 này. Con này bán 32 GB thì phải này. Để cho anh em giá là 2,1 triệu nhá. Pin 96, 2,100,000 đồng. Pin 96 luôn nhá, kèm phụ kiện sửa ốp cường lực. Xin chào tất cả anh em nhé. Điện thoại số điện thoại mình tí mình sẽ để ở phần đây. Mình sẽ nhập số điện thoại của mình là 033 này. 33 này, 760-6917. Đây là số những kèo vừa rồi của mình nhé. 033 này, 760-6917 nhé. Cảm ơn tất cả anh em.